Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi khi vướng chỉ trích vì hành động dạy hư con gái 4 tuổi. Không giấu kín bưng con như nhiều nghệ sĩ, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh chia sẻ tất tần tật những điều liên quan đến ba con lên mạng xã hội. Thế nhưng cũng vì thói quen hay đăng ảnh clip mà Lê Dương Bảo Lâm vướng vào những chỉ trích liên quan đến chuyện dạy con. Trong một clip được đăng tải vào tối mùng 6 tháng 5, nam diễn viên quay lại khoảnh khắc phát hiện con gái có biểu hiện không vui. Như sắp khóc sau khi cùng mẹ đi biển về. Trong khi Bảo Ngọc im lặng thì Bảo Nhi giải thích em gái đòi gấu bông mà một nhân viên của Lê Dương Bảo Lâm đã mua hệ tặng người thân. Thay vì giải thích để con hiểu chú gấu bông đó không phải của mình thì chồng Quỳnh Quỳnh lại hồi theo, yêu cầu người kia đưa lại cho Bảo Ngọc. Lê Dương Bảo Lâm vừa dỗ dành con gái đang khóc ăn phạ vừa nói. Tới số rồi, kêu thằng Tây đem con gấu xuống cho nó lẹ. Đưa con gấu cho Ngọc mai mua con khác trả lại. Ngọc có hay chưa có cũng kệ, để con gấu cho nó đi. Con đó như tiền thì trả lại, đừng để Bảo Ngọc buồn hay giận sau đó nhân viên phải đưa gấu bông cho con gái lê dương bảo lâm khi đã giành được tiền nhóc thì vẫn còn khóc và mẹ nheo tuy nhiên chỉ vài phút sau đó thì quỳnh quỳnh phát hiện con gái đã chán và bỏ gấu bông lăn giữa nhà dù đã có đồ chơi riêng nhưng bảo ngọc nhóc tiền thứ hai của lê dương bảo lâm vẫn muốn lấy gấu bông từ một người khác nam diễn viễn đã nuông chiều con gái đề nghị gửi tiền lại cho người kia mua gấu bông khác tuy nhiên sau đó không lâu thì con gái lê dương bảo lâm đã bỏ món đồ chơi này giữa nhà bên dưới clip này đa số là những bình luận không tán thành với cách Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh dạy con. Nhiều người con rằng nam diễn viên luôn chiều nhóc thì quá mức nhiều lần như thế sẽ hình thành tính cách không tốt cho con sau này. Cách giải quyết của Dương Lâm nhận về khá nhiều chỉ trích. Đa số mọi người cho rằng ông bố đang chiều hư con và chỉ biết đến cảm xúc của con mình và không biết phân định đúng sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Sau khi nhận về những lời khuyên từ cư dân mạng, ông bố ba con lập tức hiểu ra vấn đề và lên tiếng xin lỗi nhận sai vì dạy con không đúng. Nam diễn viên giải thích vì quá cưng con nên mới có cách xử lý không phù hợp như thế kia, em thấy mấy chị nói rất đúng, em có ba đứa con rồi mà chưa có kinh nghiệm gì. Em ít có thời gian cho con, có khi đi cả tháng mới về nên cưng đó quá. Em xin lỗi mấy chị nhiều, em hứa sẽ nghiêm khắc với con. Mấy chị bỏ qua cho em nha. Khi có nhiều người khuyên nên xóa clip để không ảnh hưởng đến con sau này, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả, mấy chị ơi, em biết em sai rồi. Mấy chị nói sao không xóa clip, em muốn mấy anh chị làm cha làm mẹ coi được clip này hãy xúc kinh nghiệm không được chiều con, chiều quá sau này con sẽ hư. Và nếu chiều con thì bị người ta chửi nhiều lắm. Em xin lỗi, em không nói lễ nha, em ngu thiệt, chứ nhiều đây người chửi là biết minh ngu cỡ nào. Em đang tiếp thu ý kiến. Ngoài ra, khi cư dân mạng cho rằng nên học trường gian về cách dạy con thì Lê Dương Bảo Lâm cũng đáp lại sẽ gặp đàn anh để hỏi và học tập. Trong lúc nam diễn viên đi quay, Quỳnh Quỳnh đã mở livestream và yêu cầu con gái Bảo Ngọc khoanh tay xin lỗi, hứa sẽ ngoan ngoãn và không đòi đồ chơi từ người khác. Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm hiện là bố mẹ bỉm của ba nhất tỳ Bảo Nhi, 6 tuổi, Bảo Ngọc 4 tuổi và cu phim 2 tuổi. Ngoài thời gian làm việc, nam diễn viên sẽ dành thời gian bên gia đình, anh có sở thích đăng tải những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Vợ Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sao việc ngưỡng mộ vì rất tháo vát, chăm chỉ làm việc.